Xin sư cho con hiểu nhân quả việc mua vé số như thế nào. Con thỉnh thoảng thấy mấy bà cụ già hoặc mấy người tàn tật. Con mua ủng hộ vài tờ vé số, con thường mua 3 tờ rồi đưa 50 ngàn. Vừa mua ủng hộ vừa cho thêm tiền, vậy có phạm giới cờ bạc không vậy sư? Tại có lần con gặp một người khuyết tật bán vé số, con cho tiền mà họ không lấy. Họ chỉ muốn tự kiếm sống bằng sức lao động, mong sư giải thích cho rõ. Thì nếu như mà quý vị muốn cái chuyện mà mình mua vé số, mình giúp người ta mà mình không phạm cái tội cờ bạc á, thì mua rồi mình xé bỏ đi, đừng có dò. Đơn giản vậy thôi. Tại vì khi mà mình mua mà mình để đó thì tức là mình còn có sự trông ngóng là mình trúng số, đúng không? Thì khi mà mình có sự trông ngóng trúng số như thế thì mình đã tham gia vào cái trò chơi đấy rồi. Nếu như mình chỉ đơn giản là mình giúp đỡ thì đừng có chơi, bỏ đi, bỏ tờ đi, đừng có chơi. Hoặc là quý vị bỏ cái tờ đó ở đâu đó và suy nghĩ là ai lấy được thì nếu có chúng thì ai lấy thì người đó hưởng, chứ mình không có hưởng. Có làm được như vậy hay không? Hay là mình vẫn âm thầm chiều chiều tới giờ sổ mình vẫn lôi ra mình dò. Coi chừng nghe, cái tâm tham của mình nằm ở trong đó mình không biết. Thì sư có cái lời đề nghị như thế này. Nếu như mà quý vị muốn cho nó an toàn thì quý vị có thể mua cái đồ ăn xịn nha. Cho người ta, thí dụ như quý vị mua 50 ngàn thì 50 ngàn đó quý vị có thể mua một tô phở này, mua một tô hủ tiếu này, hoặc là một cái ổ bánh mì mà ngon lành, hoặc là một cái ổ bánh bao ngon lành, hoàn toàn có thể. Rồi quý vị dúi, quý vị cho họ. Tại vì cho tiền thì họ, nhiều người họ nghĩ là họ ăn xin, họ không chịu. Nhưng mà quan trọng là cách cho, của cho không mà cách cho. Quý vị cho làm sao mà người ta cảm thấy người ta hoan hỷ thì đó là một điều tốt. Thì không biết là vấn đề này thì Thầy Đức Đại Tường có ý kiến gì hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, riêng vấn đề này đúng thật sự là quý vị, đúng là khi mà Đức Thanh Tuệ phân tích về khía cạnh mà nội tâm á, làm sư nhớ đến bộ Pháp Cú. Thật sự là nhớ liền Pháp Cú luôn. Đó là đúng là bản chất là Pháp Cú tâm số 36. Bản chất của tâm là gì? Tâm khó thấy tế nhị, theo các trục quay cuồng, người chí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Tuy nhiên mà Đức Thanh Tuệ vừa nói vấn đề mà cái khía cạnh vi tế của cái tâm, thưa quý vị, nếu mình không cẩn trọng, mình dễ gọi là rơi vào trạng thái mà mình tự lừa dối mình. Chính xác là vậy. Mà cái từ lừa dối mà này nó quá vi tế đi, mà nó nuôi nấng mình trong một cái thời gian dài, mà đôi khi nó gọi là trá hình đó, phiền não trá hình đó, phiền não trá hình, phiền não mượn cái nghĩa, danh nghĩa là thiện đó. Nghĩa là đây Đức Thanh Tuệ và sư á, không có đã kích về cái việc bởi vì làm, có nghĩa là vì làm á, về cái phương diện á, nó vẫn là một việc tốt chứ không có sai, không có sai gì, sai trái gì mà nó hay gọi là nó ghê gớm lắm, quý vị hiểu không ạ? Nên phải nhấn mạnh cho quý vị biết đó, đôi khi quý vị lại không vì nghe mà lại không lắng tâm, không có suy tư, quý vị hỏi là trời ơi, con hỏi vấn đề này sao mà trả lời có vẻ nó gay gắt quá, thì nó không đúng. Chỉ là quý sư á, khi bị quý sư trả lời là quý sư luôn trả lời cái phương án mà gọi là rốt ráo cho quý vị. Rốt ráo đây là sao? Là quý sư luôn chia sẻ phân tích khía cạnh nội tâm một cách sâu sắc nhất. Để chi? Để quý vị á, thực sự hiểu được cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì là bất thiện mà thuộc dạng vi tế, mà nó đội lốt của thiện. Hãy cẩn thận đó. Đó. Chứ nếu mà quý sư trả lời hời hợt á, trả lời hời hợt thì vừa nó trả lời hợt mà không có phân tích sâu sắc á, thì ngay thời điểm này nè, thì đúng là thật sự đây là một cái việc tốt chứ đâu có sai đâu. Về cái phương diện mà thế gian á,
quý vị làm điều này nè, rất là tốt. Tại vì đúng đúng là cái câu mà sao á, là cái trường hợp mà nói là tại có lần con gặp một người khuyết tật bán vé số, con cho tiền mà người ta không lấy, thì đúng đúng là có những trường hợp để sẽ xác nhận có, chứ không phải không có ở ngoài trước một chứ ngoài ngoài đời á. Cho nên á, quý vị phải hiểu là một lần nữa trước khi kết thúc câu trả lời này á, là sư cũng mong muốn quý vị hiểu sâu sắc hơn là quý sư ở đây chỉ là trả lời theo cách rốt ráo nhất để quý vị á, có làm thiện á, thì phải là thiện thiện nó thuần tí, đúng thiện thuần thuần tí luôn. Bởi vì sao? Bởi vì thiện và thuần tí á, thì nó mới đúng nghĩa là Phật dạy, và nó giúp cho quý vị tăng trưởng được cái niềm tin chân chánh, tăng tưởng trưởng được giới, tăng trưởng được định, tăng trưởng được tuệ. Bởi vậy nó rất là quan trọng, đúng không? Còn một ngày nào đó mà quý vị vẫn làm điều tốt, nhưng mà điều tốt này nó có pha đó. Giống như Đức Hạnh Tuệ phân tích đó, nó có pha cái phiền não tìm, nghĩa là cái phiền não tiềm ẩn trong đó. Giống như là Đức Hạnh Tuệ phân tích thì sư hoàn toàn đồng ý, nghĩa là mình mua vé số, mình giúp người ta thật sự đúng là giúp, có lâm tâm giúp thiệt, nhưng mà vẫn trong ngóng cái sự trúng đó đó, đúng không? Hay là mình nói là biết thể mình có thể cho, mình mua rồi mình nói mình không dính mắt mình cho người ta, nhưng mà rồi chiều mình hỏi cái người mình cho cái số là có trúng không, ví dụ người mình biết đó là cái người đó là cái số mình là trúng rồi, thì mình đòi qua mình chia, mình nói là ủa trúng mày chia đi chứ tôi cho không, đúng không? Thì ông kia nói là ủa ông cho tôi rồi mà sao đòi chia nữa đó. Cái vấn đề đó vì phải cần lưu tâm, bởi vì tại sao mà quý sư ở đây trả lời quý vị một cách rốt ráo là như vậy đó. Nếu mà thật sự giúp thì mình giúp có thể bằng nhiều phương tiện, nhiều cái phương tiện khác, đúng không? Còn nếu mình có mua, thí dụ mình có mua mình không có thể, mình có thể mua, đúng không? Thì thôi mình đừng có lưu tâm đến vấn đề trúng hay không trúng. Đó là nói chung suy xét yếu tố cuối cùng vẫn là cái nội tâm mình phải thuần tí là thiện thì nó mới đúng là Phật dạy. Em xin kết thúc phần trả lời rồi. Suy nghĩ đến một việc là nếu như mình thuần túy là mình làm thiện, mình giúp một ai đó thì tốt nhất là mình đừng có mong cầu cái gì, đừng có mong cầu mình phải có được cái gì. Có đôi khi nó chỉ đơn giản là một cái sự trao đổi. Nếu mà mình mua rồi người ta bán thì có khi nó chỉ là cái sự trao đổi. Và coi chừng đôi khi mình nhầm lẫn rồi mình đánh giá nó quá cao so với cái giá trị của nó. Còn trong cái chuyện mà cho tiền hồi nãy thì tự nhiên hồi nãy khi Đại Đức Tuệ Tường nói thì sư chợt nghĩ một cái sự kiện là có khi nào quý vị cho tiền ít quá không? Vì mà quý vị cho 50 ngàn thì người ta nói thôi 50 ngàn mua mua giùm tôi 5 tờ giấy số đi. Tại vì cái lòng tự trọng của họ nó cao. Nhưng mà quý vị cho người ta 500 ngàn thì sư nghĩ là người ta sẽ cảm ơn. Tại vì cái lòng tự trọng người ta không cao tới 500 ngàn đâu. Cho nên là có đôi khi mình do mình chưa tới. Cho nên là mình thấy đời nó hơi khác vậy đó. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.